xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với kênh của mình nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Dạo gần đây thì có vẻ như các bạn đang bận rộn thi cử đúng không? Kết quả tốt chứ mọi người? Đã được nghỉ hè chưa nhỉ? Mình thấy ở chỗ mình thì mọi người cũng bắt đầu được dần nghỉ hè rồi đó. Vậy nên hãy bỏ chút thời gian ra xem chiếc clip này của mình nha. Mấy hôm nay thì nhà phát hành đã tung ra một số gói nội thất mới, như là gói nội thất phòng của chị Kem này. Bên cạnh đó thì còn gói nội thất bạc hà nữa. Cái này thì có mấy món đồ độc quyền mọi người ạ, nhìn cũng rất là đẹp. Và bên cạnh đó là còn có gói handbook đi săn. Cái này được design bởi một bạn người Indonesia và nhà phát hành đã bán bằng 100 kim cương nha mọi người. Mình cũng vừa mới đủ 100 kim cương nên mình đã mua gói nội thất này. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Gói nội thất này thì bao gồm mang đồ đi săn này và cả handbook đi săn với quần đi săn nữa. Tuy nhiên là không có giày mọi người ạ. Mình sẽ mặc bộ đồ này lên cho mọi người xem nha. Với bộ đồ này mình sẽ thử cái tóc này xem nha mọi người. Hình như là đối với tóc nữ không hợp lắm mọi người ạ. Thế là chắc mình sẽ để tóc nam. Tóc nữ không hợp lắm thật. Mình sẽ để tóc nam này. Với bộ đồ này thì để dáng nhỏ hay là dáng cao thì cũng rất đẹp. Bây giờ mình sẽ tìm một đôi giày phù hợp cho cái nhân vật của mình nha. Cùng tông màu thì sẽ đẹp hơn. Với bộ đồ này thì chắc là mình sẽ để ở dáng cao và nhân vật nam mọi người ạ. Bây giờ mình xem có cái ba lô nào hợp không. Chắc là mình sẽ đeo ba lô gấu trúc. Đây nhìn cũng có vẻ ok. Bỏ thêm và thêm cái má hồng nữa. Nhìn quá là đẹp luôn rồi đúng không? Đây cho mọi người ngắm vòng luôn này. Đây nhân vật của mình cao thì nhìn sẽ đẹp hơn. Sáng nay vào thì không có thấy gói khủng long ba sừng hồng. Nhưng mà lúc trưa mình vào thì là nhà phát hành đã tung lên cái bộ khủng long ba sừng hồng này này mọi người. Nhưng mà tuy nhiên thì nó không phải độc quyền, nên là chắc là mình sẽ không mua bộ này. Nếu mà bạn nào có điều kiện thì mua nha. Và bây giờ thì mình đang đứng trước cửa nhà của một người bạn của mình. Bạn ấy được gọi là bạn hàng xóm. Và bạn ấy và mình với Trắng đã cùng đóng chung một số clip. Bây giờ mọi người đoán được là ai chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ đi vào nhà bạn ấy nha. Mình vào nhà bạn ấy thì mọi người sẽ biết là ai luôn đấy. Ủa bấm chuông mà không có ai ra mở cửa luôn ta. Bây giờ tính sao ta Trắng ơi? Bây giờ sao ta? Vì không có ai ra mở cửa nên mình quyết định sẽ đột nhập vào cái nhà này nha. Chắc là không sao đâu. Và đây là nhà của Duy Sun nha mọi người. Ấy, mình đã vào trong nhà của bạn Duy rồi. Nhiều người thì chắc là chưa biết hết căn nhà của Duy có những gì đâu đúng không? Ủa mà sao vào nhà chủ nhà trốn đi đâu rồi ta? Mà thôi mặc kệ, chả quan tâm. Mình đi thăm nhà thôi mà. Tí mình tìm chủ nhà sau nha. Ủa có khách đến mà trốn đi đâu rồi ta? Nhà này nhiều thác nước ghê á mọi người ơi. Nhìn là biết một người giàu rồi. Ở bên này đằng sau mình ý, thì có hai con rồng này. Hứ. Và một trong hai con rồng đấy là con rồng mình thua kèo của bạn Duy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi lên trên cái gác này xem nha. Trời ơi ngôi nhà này tràn ngập của một người đang yêu luôn mọi người ạ. Đi đâu cũng thấy chữ tên người yêu luôn. Trên gác này là bạn ấy đề co quán cà phê. Có rất nhiều bàn ghế để ngồi để uống nước này. Mọi người đến có thể ngồi ở đây trò chuyện với nhau. Đây, ở đây thì có cả cái quầy gọi là pha chế à. Và có menu. Còn bên đằng sau này thì là một cái sân khấu cùng có chỗ mic để ngồi hát này. Uầy, sao mới gặp lần đâu mà mình quay. Ui xin lỗi mọi người nha, mình hát hơi dở. Tại vì có sân khấu nên là mình đã phải hát. Ở bên cạnh chỗ hát thì còn có một cái đàn nữa mọi người ạ. Cái quán cà phê này cộng thêm cái sân khấu này mà tỏ tình nữa thì hết ý luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới nha. Với chủ nhà đang ở đâu rồi? Tí nữa tìm chủ nhà sau, bây giờ mình đi đã. Ở trước cửa với trên tường nhà bạn ấy dán đầy biển này quảng cáo kênh YouTube và TikTok của bạn ấy luôn. Cái khu này là Sunset Beach à? Cái này là mô tả bãi biển hay là gì? Ủa mình cũng chả biết nữa, nhưng mà cái chỗ này là bạn ấy quay hơi bị nhiều phim cơm chó ở đây rồi nha. Ở đây là có một cái cầu đi qua. Cái này nhìn như một hòn đảo nhỏ ấy nhỉ? Và ở kia, ui mình thấy chữ gì kia? Nghĩa địa ư? Nhìn thật là rùng rợn. Đâu để thử nhảy xuống đây xem nào. Ẻo, toàn xương khói thôi. Sợ đấy. Thôi đi ra khỏi đây đi. Ở đây rùng rợn quá mọi người ạ. U ám quá. Sợ chết đi được ý. Sợ ma lắm. Bây giờ mình đang ở một mình chỉ với Trắng thôi mà. Nhớ bị bắt cóc thì sao? Ở bên phía này thì bạn ấy có xây cái này nhìn như kiểu một ngọn hải đăng ấy mọi người nhở. Có thêm một cây cầu này và rất nhiều thác nước này. Ở bên này thì có xích đu này, cây hoa anh đào nè. Và một số cái phụ kiện khác và một số máy bán
đồ ăn, nước ngọt, rồi là các thứ. Eo, con rồng này chính là con rồng này bực ghê á. Mình bị thua kèo bạn ấy khi câu cá mini ở ngoài biển và mình đã phải tặng bạn ấy con rồng này mọi người ạ. Rồi để sao bên trong xem. Ở bên trong này, phòng ngủ bạn ấy có cái gì nha mọi người. Nhiều cây thông ghê. Ây, bên trong này là phòng ngủ này. Chỗ này là hậu trường bạn ấy đóng phim cơm chó này. Chỗ này cũng thế luôn này. Rất là nhiều đàn hát. Đúng là idol đàn ca sáo nhị hát. À, cái giá sách này cũng là tôi tặng Jisoo luôn đây này. Tại vì là ấy, tôi thường gọi bạn Duy, bạn ấy là thầy. Tại vì bạn ấy dạy tôi edit phim này, edit các kiểu video và nhiều thứ nữa. Nên là tôi quý bạn ấy và tôi tặng bạn ấy thôi. Ở bên dưới này, a à, phòng của Đen nè. Xuống thêm phòng của Đen có gì không nha. Đen ơi, Đen ở nhà không? Trắng sang chơi nè. Vào nhà không thấy chủ thì chắc là chủ với chó cũng trốn cùng nhau rồi mọi người ạ. Dưới tầng hầm này thì có vẻ như bạn ấy đã lược bỏ một số đồ đạc rồi. Hồi bọn mình quay phim thì nó cũng không như này đâu hay sao ấy. Còn có thêm một cái bộ bàn ghế mà để đóng với Đen với Trắng lúc mà buổi mà Đen đưa Trắng sang chơi nữa. À đâu? Hình như nó vẫn ở đây nè. Mà hình như thiếu chữ Đen. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình đi lên bên trên nha mọi người ơi. Đi tìm thêm chủ nhà ở đâu nha. Hú hà. Hú hà. Có ai ở nhà không? Ủa, trốn ở góc nào ta? Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy luôn mọi người ạ. Chắc là ở ngoài vườn rồi. Bây giờ chạy ra ngoài xem nha. Đây nè, chỗ này đi ra ngoài đằng sau này. Khu đằng sau này có gì không? Mình nhớ là ngày xưa ở đây có rất nhiều cá nữa. Bạn ấy cất đi đâu hết rồi. Tính qua mà không thấy chủ nhà thì ăn trộm một vài con cá. Ơ, khoan. Ha ha, thì ra chủ nhà trốn ở đây mọi người ạ. Tìm thấy rồi nha, tìm thấy rồi nha. Ủa, nấp ở đây ta. Hey, hello. Hello. Hello bạn ơi. U là trời, nhìn cái dáng kìa. Thì ra bạn trốn ở đây ha. Tôi đã tìm thấy rồi nha. Trắng mà, Trắng đánh hơi thấy đầu tiên luôn á. Ê, idol ơi. Alo. Ngủ rồi hả? Ủa, đi vào trong coi ổng làm gì ta. Ê, idol. Ủa sao còn mỗi một cái răng cho tôi? Hay là láo với người yêu bị đánh gãy mất cái răng rồi ta? Ủa, mắc gì chui vào cái góc nhà này vậy trời? Khách đến thăm mà không ra đón gì hết trơn á. Ơ kẹt rồi mọi người ơi. Mắc kẹt rồi. Hít, mắc kẹt ở trong cái góc này rồi. À, chủ nhà tỉnh dậy rồi nè. Ủa sao tự dưng lùn đi vậy? Đã thế còn mất răng nữa chứ. Bây giờ đi ra sao đây bạn ơi? Đi ra kiểu gì đây? Ủa chả lẽ mắc kẹt ở trong đây ta? Mà Đen đâu rồi bạn ơi? Chủ nhà bảo kẹt rồi mọi người ạ. Ra Plaza. Bây giờ đi đường tắt hở. Ủa thế con Đen đâu rồi? Đen đâu rồi? Đen đâu rồi? Đen đây rồi nè. Chào Đen nha, lâu ngày không gặp Đen. Tôi tính bảo vào nhà ông để trộm cá. Vì lần trước vào là thấy nhiều cá lắm luôn. Nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi. Thôi thì phi vụ trộm cá bất thành. Mình chỉ tham quan được vậy thôi. Và giới thiệu cho mọi người biết đến nhà của bạn Duy thôi. Và mình sẽ còn review một số nhà của các idol khác nữa. Tạm biệt mọi người nhé. Mọi người muốn mình review nhà của ai thì comment vào đây nha. Mình sẽ còn đột nhập nhà của nhiều idol khác. Các bạn hãy comment, like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người vào những clip sau.